Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay em xin phép được giới thiệu cho mọi người một bộ ba con dao này, từ thép không gỉ nha mọi người nhé. Một con dao chặt gà, chặt vịt, chặt xương sườn, một con dao thái và một con dao chuyên lọc thái nha mọi người nhé. Đây, trước tiên em xin giới thiệu cho mọi người một con dao chuyên chặt gà, chặt vịt và chặt xương sườn trước này. Con dao này có cán lục giác nhé, làm bằng gỗ mun này, khâu đồng đỏ này. Con này nặng tầm khoảng 400 đến 500 gram, sống dao dày khoảng 3 ly. Con dao này chuyên dùng để này chặt gà, chặt vịt. Đây. Mình có thể sử dụng để chặt sườn và các loại xương nhỏ nha các bác nhá. Đây nhá, sau khi chặt xong này. Đó. Dao còn thế nhá, không bị mẻ. Ngoài ra mình còn có thể sử dụng để thái rau củ quả nha các bác nhá. Mình có thể sử dụng để thái thịt nhá. Đấy. 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 Tiếp theo là một con dao thái nhé. Con dao này có chiều dài 20cm, bản rộng 6 phân và dày 1 đến 2 ly nhé. Con dao này chuyên để thái rau củ quả này. Mình có thể sử dụng để thái thịt luôn này. Để em test thử mọi người cắt giấy thử nhé này. Tiếp theo là một con dao thái lọc nhé. Con này thì làm được từ thép không gỉ nha mọi người nhé. Đấy, con dao này chiều dài nó dài khoảng 18 đến 19 phân. Cái bề dọc này khoảng 5 phân nhé. Độ dày của nó khoảng 1 ly đến 1 ly rưỡi. Cán lục giác và khâu đồng đỏ này. Con này chuyên dùng để thái thịt, rau, củ quả nhé. Đấy, trước tiên là mình sẽ sử dụng để thái thịt trước này. Mình có thể là thái rau củ này. Thái rau củ. Cắt tỉa nhé. Sau khi thái thịt, thái rau củ quả xong, bây giờ em sẽ test thử cắt giấy cho mọi người xem nhé. Hàng của HTX Dao Phúc Sen bao giờ có một cái dấu logo trên này nhé, một tem chống hàng giả đây. Tất cả các sản phẩm của thương hiệu HTX Dao Phúc Sen phân phối ra thị trường đều được bảo hành trong vòng 12 tháng mọi người nhé. Mọi người có nhu cầu vui lòng liên hệ với em hoặc là comment, hoặc bình luận, hoặc inbox xuống cho em. Cảm ơn mọi người, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người.